Cô trò mình cùng chào nhau nào. Trước khi đến với bài mới, cô thử đặt cho các bạn một giả thuyết như thế này nhé. Nếu cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay bỗng dưng biến mất, không có điện, không có tivi, không có phương tiện để di chuyển, thì em sẽ sinh sống như thế nào? Và lúc bấy giờ thì đời sống của em có giống với đời sống của người nguyên thủy hay không? Bây giờ các bạn thử nhắm mắt lại xem, nếu như chúng ta không có những thiết bị hiện đại như ngày nay thì cuộc sống của các em sẽ như thế nào? Chắc chắn là đời sống của cô và các em lúc này sẽ có những điểm giống với đời sống của người nguyên thủy đó. Phần lớn thời kỳ nguyên thủy, con người có cuộc sống lệ thuộc vào tự nhiên. Có những điều tưởng chừng thật đơn giản với chúng ta ngày nay như dùng lửa để nấu chín thức ăn, chế tạo các công cụ, thuần dưỡng động vật. Nhưng với người nguyên thủy, thực sự đó là những bước tiến lớn trong đời sống. Và để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của người nguyên thủy xa xưa, chúng ta cùng vào bài học này. Bài 4: Xã hội nguyên thủy. Khi chúng ta học bài 4 thì các bạn chúng ta có 3 mục tiêu cần đạt như sau. Thứ nhất, nắm được sơ lược quá trình tiến triển của xã hội nguyên thủy. Thứ hai, nắm được những nét chính về đời sống của người nguyên thủy trên thế giới và ở Việt Nam. Và thứ ba, các bạn biết được vai trò của lao động đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người. Với phần 1 La Mã, các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy. Cô mời các bạn nhìn vào cho cô hình 4.1, sơ đồ mô phỏng các giai đoạn của xã hội nguyên thủy. Các bạn cho cô biết xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? Xã hội nguyên thủy đã trải qua hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn của bầy người nguyên thủy và giai đoạn thứ hai là của công xã thị tộc. Sau đây, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu từng giai đoạn phát triển của người nguyên thủy nhé. Cô mời các bạn cùng quan sát bức tranh miêu tả cảnh sinh hoạt của bầy người nguyên thủy. Bầy người nguyên thủy gắn với giai đoạn của người tối cổ. Lúc bấy giờ thì người tối cổ họ sẽ chọn nơi ở là những hang động hoặc những mái đá gần các con sông, suối để mà có thể dễ dàng sinh hoạt. Và lúc bấy giờ thì bầy người nguyên thủy là tổ chức sơ khai đầu tiên của con người, gồm vài gia đình sinh sống với nhau và bắt đầu biết sự phân công lao động giữa người nam và người nữ. Đàn ông họ sẽ vào rừng săn bắt thú dữ, còn người phụ nữ họ sẽ ở lại trong những hang động để mà chăm sóc con cái, đồng thời cũng phụ giúp người đàn ông bằng cách tìm kiếm thức ăn là hái lượm. Lúc bấy giờ thì con người đã biết tạo ra lửa và biết chế tạo công cụ lao động. Giai đoạn phát triển tiếp theo của xã hội nguyên thủy đó chính là công xã thị tộc, gắn liền với giai đoạn của người tinh khôn. Ở bài 3, các bạn chúng ta đã được tìm hiểu về sự phát triển cấu tạo cơ thể của người tinh khôn với bộ não thông minh hơn so với người tối cổ và cấu tạo cơ thể cơ bản gần giống với người ngày nay. Cho nên, những người tinh khôn họ đã biết được đâu là mối quan hệ huyết thống với mình, đâu là ông bà, anh chị em của mình. Cho nên, họ có nhu cầu sống gần gũi với nhau, thành nhiều gia đình có từ 2 đến 3 đời trở lên và có quan hệ huyết thống. Những người trong cùng gia đình sẽ cùng ăn chung, làm chung và con cái trong gia đình luôn biết kính trọng, yêu thương những người lớn tuổi. Và đứng đầu một thị tộc được gọi là tộc trưởng. Lúc bấy giờ, những người trong thị tộc sẽ tôn người mẹ
lớn tuổi và có uy tín nhất làm chủ. Vậy thì tại sao người Nguyên Thủy bấy giờ lại tôn người mẹ là tộc trưởng? Bởi vì thời gian của người đàn ông phần lớn dành cho săn bắt, họ có thể dành ra thời gian 2 tuần, 1 tháng hoặc thậm chí lâu hơn nữa ở trong rừng cho việc săn bắt thú dữ. Còn người phụ nữ ở nhà, họ sẽ chăm sóc con cái. Chính vì vậy, những người con trong thị tộc họ sẽ gần gũi hơn với người mẹ. Chính vì vậy, những người trong thị tộc đều đồng thuận sẽ tôn người mẹ nào lớn tuổi nhất và có uy tín nhất làm chủ. Và nhiều thị tộc sẽ kết hợp lại trở thành một bộ lạc, và người đứng đầu bộ lạc được gọi là thủ lĩnh hay còn được gọi là tù trưởng. Đến giai đoạn bộ lạc thì vai trò thủ lĩnh lại chuyển giao cho người đàn ông. Bởi vì lúc bấy giờ người đàn ông họ sẽ có trách nhiệm là trụ cột trong một gia đình. Chính vì vậy họ sẽ thay thế người mẹ để trở thành thủ lĩnh. Vậy thì đặc điểm căn bản trong quan hệ của con người với nhau thời kỳ Nguyên Thủy là như thế nào? Đó chính là mối quan hệ gần gũi, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Con người lúc bấy giờ sẽ ăn chung, ở chung và giúp đỡ lẫn nhau. Có những chiến lợi phẩm nào từ việc săn bắt thì họ sẽ đều chia đều cho mỗi người trong một thị tộc. Chính vì vậy, xã hội lúc bấy giờ là một xã hội bình đẳng. Các bạn, chúng ta sẽ đến với nội dung ghi bài của phần 1 La Mã, các giai đoạn tiến triển của xã hội Nguyên Thủy. Vậy thì để sinh tồn và phát triển thì người Nguyên Thủy còn làm gì? Những hoạt động đó có tác dụng như thế nào đến sự phát triển của xã hội Nguyên Thủy? Tiếp theo, cô và các bạn sẽ cùng đời sống vật chất của người Nguyên Thủy. Chúng ta sẽ đến với phần 1 nhỏ, tìm hiểu về lao động và công cụ lao động. Theo em, lao động có vai trò như thế nào trong quá trình tiến hóa của người Nguyên Thủy? Các em biết không? Lao động sẽ giúp con người phát triển trí thông minh, đôi bàn tay dần trở nên khéo léo, cơ thể biến đổi, giúp con người tự cải biến mình và cuộc sống của chính mình. Trong quá trình lao động, con người sẽ tìm kiếm được thức ăn, nuôi sống mình. Khi nguồn thức ăn được nhiều hơn, thì lúc bấy giờ, đời sống vật chất sẽ được cải thiện tốt hơn. Và nhờ có lao động mà con người chúng ta dần dần phát triển và hoàn thiện cơ thể của chính mình, bộ não phát triển và chân tay sẽ khéo léo hơn. Cho nên các bạn ơi, lao động chính là vinh quang. Khi các bạn chúng ta học tập, đó cũng là lúc chúng ta lao động. Đây chính là loại lao động trí óc. Còn khi các bạn chúng ta phụ giúp ba mẹ quét nhà, chăm em, thì đó chính là lao động tay chân. Thì các bạn chúng ta có thể thấy lao động trí óc và lao động tay chân đều giá trị, đều giúp cho con người chúng ta phát triển,
phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, cho nên lao động trí óc và lao động chân tay đều được tôn vinh. Cô và các bạn chúng ta cùng quan sát sự thay đổi của con người từ loài vượn cổ tiến hóa trở thành người tối cổ, từ người tối cổ tiến hóa trở thành người tinh khôn và người hiện đại ngày nay. Các bạn biết không, đấy chính là kết quả của quá trình lao động đó các em à. Các bạn sẽ thấy đôi bàn tay của chúng ta sẽ uyển chuyển khéo léo hơn, có thể cầm nắm công cụ lao động dễ dàng hơn. Và các bạn chúng ta có thể thấy đôi bàn tay hiện giờ của các bạn sẽ là đôi bàn tay rất uyển chuyển để mà cầm viết. Cô hy vọng là các bạn chúng ta sẽ viết chữ thật đẹp. Dựa vào những hình ảnh trong sách giáo khoa, em hãy kể tên cho cô những công cụ lao động của người nguyên thủy và những công cụ đó được dùng để làm gì. Mời các em quan sát. Hình bên tay trái 4.2 đó chính là rìu tay Tanzania ở châu Phi, có số tuổi là 1,4 triệu năm. Hình 4.4 là tranh vẽ mô tả cách sử dụng công cụ lao động của người nguyên thủy. Và hình 4.6 là bàn mài và rìu mài lưỡi thuộc nền văn hóa Bắc Sơn cách chúng ta khoảng 11.000 năm tuổi. Cô mời các bạn chúng ta cùng ghi bài phần 1 nhỏ. Sau đây là nội dung hướng dẫn về nhà. Các bạn chúng ta học cho cô nội dung của bài ngày hôm nay. Chép những nội dung cô yêu cầu vào tập và chuẩn bị tiếp cho cô phần nội dung của bài 4. Cô chào các em.